Khi tiếp xúc với các bạn học viên ở trình độ nâng cao thì các bạn hỏi tôi là thầy ơi, tại sao có thời gian mà trình của em nó cứ đứng khựng lại, nó không lên cao được. Thì đó là lý do mà trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nó có 5 lý do khiến cho các bạn không lên trình được. Lý do đầu tiên, hàng đầu mà phải nói hầu hết tất cả các guitarist tại Việt Nam đều bị, đó là siêng quá, hay là gọi là quá siêng năng trong vấn đề tập luyện á. Các bạn tập ngày tập đêm, tập liên tục mà rốt cuộc là không biết mình tập cái gì, mình sẽ đi đâu với những gì mình tập, mình sẽ làm cái gì với những gì mình tập. Cụ thể trong cái tác phẩm này, trong cái bài này, ngồi jam với tôi trong cái backing track này, tông này, tốc độ này, không biết là sẽ làm cái gì với những gì mình đã tập. Thì các bạn tập làm bậy, quá siêng nó cũng là một cái tội. Nếu các bạn không có cái phương pháp đúng mà đưa cái vụ siêng năng vào, đó gọi là lầm lũi đi vào hẻm cụt, không có tới đâu hết. Điều đó nó theo một cách khác có nghĩa là các bạn đang tập sai cách. Nếu mà các cái bài tập của các bạn mà nó không dùng được, có nghĩa là nó mới chỉ ở cấp độ là exercise luyện ngón, warm up, làm cho nó nóng lên và chưa có sử dụng được. Hầu hết các bạn là thấy trên mạng chỉ cái này tập theo này, chỉ kia tập theo cái kia, và rốt cuộc đa phần những thứ trên mạng online người ta chia sẻ ra nó là những mảnh kiến thức, một mắt xích kiến thức này để chỗ này, mắt xích kiến thức kia để chỗ kia, gom cột 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 lại, và nó là những mảng kiến thức kỹ năng rời rạc, không có lắp ghép lại với nhau theo một khối. Và cụ thể trong trường hợp của các bạn đó là nó không xài được. Đó, cái yếu tố thứ nhất đó là các bạn quá siêng, tức là đi vào quá chi tiết trong cái exercise, những exercise đó mà không có nhìn thấy được cái tổng quan theo cái tiến trình nó như thế nào, không có xài được. Đó là cái lý do thứ nhất ha. Lý do thứ hai là các bạn không có tìm hiểu về bản thân của mình á, tức là mình không có tìm vào bên trong của mình nè nó như thế nào, mà cứ đi tìm hiểu bên ngoài, xung quanh trên mạng này kia, xung quanh những người xung quanh. Các bạn tìm hiểu bên trong bản thân mình xem nè, nhiều bố mẹ gia đình, dòng họ anh chị em á, có ai biết chơi nhạc chưa? Nếu mà trong dòng họ các bạn có người biết chơi nhạc, tức là cơ may lớn là các bạn có gen âm nhạc, là các bạn có khả năng cảm âm hoặc cảm nhịp hoặc cả hai, ta gọi là có khiếu á. Nếu các bạn có khiếu cảm âm hoặc cảm nhịp thì điều đó là lợi thế của các bạn. Còn nếu không có thì cũng không sao. Ví dụ như tôi, gia đình dòng họ bố mẹ anh chị em ruột thịt, ông nội ngoại ông bà ông giải, chả có ai biết chơi nhạc hết, chả có ai có khiếu về cảm âm cảm nhịp, nói chung loạn xạ xì ngầu lên hết, nhạc đường lời nẻo tông nơi, chả ăn nhập vào hết. Cái đó là cái khiếm khuyết của tôi, nhưng mà không có nghĩa là tôi không chơi nhạc được. Cụ thể hiện tại bạn thấy tôi chơi như thế nào rồi, ok? Nếu bạn tìm hiểu vào sâu bên trong bản thân của các bạn, sở thích của các bạn là cái gì, là cái dòng nhạc gì, thí dụ nói mấy anh trung niên là cứ tôi đưa rock metal vô không đánh được, không cảm nhiệm được, nhưng mà đưa bolero vô cái này cứ hả là đánh được, thì tập cái đó, tức là phân nhịp 16 nốt không được, đánh 8 nốt thì ok rồi, thì cứ cái đó mà tương. Này các anh xài được cái đó, gọi là các anh xài được 1/8 nhịp A note thì các anh xài, đừng có bắt chước theo người ta chạy cho cố vô rồi té dập mặt. Rồi các bạn trẻ mới đánh cái kiểu bolero là không được, nhưng mà đưa cái nhạc kiểu như thế này các bạn đánh được rồi. Thì các bạn đánh được. Đó là các bạn chia nhịp theo kiểu 16 note được. Một số bạn rất là có khiếu. Các bạn tìm hiểu xem trong bản thân các bạn là các bạn thích cái gì thứ cái nè. Đối với các học viên mới thì tôi hỏi là bây giờ em thích cái gì. Nếu mà không biết mình thích cái gì thì định hướng xem các bạn thích cái dòng nhạc như thế nào. Ví dụ là các bạn thích metal, ok thì metal tương. Thích rock, cụ thể nhánh nào của rock. Bằng cách xác định xem là các bạn thích bài gì, nghe thử coi, tìm hiểu xem những cái bài đó, những cái ca sĩ hay nhạc sĩ hay là guitarist nổi tiếng đó nó chơi cái dòng nhạc gì. Ví dụ trong rock nó có classic rock, blues,
modern rock, alternative, nu metal, heavy metal, nhiều dòng nhạc khác nhau. Các bạn tìm hiểu xem các bạn thích cái gì và đi sâu vào cái hướng đó, trong một cái nhánh đó, trong một cái ngách đó mà đi thẳng. Khi các bạn đi hết rồi để các bạn phát triển sang nhánh tiếp theo cũng được. Còn nếu không biết thì sao? Nó là đến lý do thứ ba khiến cho các bạn không lên đường được. Các bạn không tìm người dẫn đường. Tức là mình không biết mà mình cứ mò đâu trên mạng á, thằng này chỉ chỗ này, thằng kia chỉ chỗ kia, chỉ chùm lum điếc rối tung lên, chả biết đi đâu mà lần hết. Không biết đường đâu mà lần. Nếu các bạn bắt đầu từ con số 0 nha. Làm ơn đừng có khai phá, đừng có khám phá giùm tôi. Tìm người dẫn đường để cho nó lẹ. Mình cứ tìm hiểu online này, này kia, sách này sách kia đó, không hiểu gì hết. Nếu các bạn biết rồi ha, cơ bản biết rồi đi, nói chung là chơi nhạc được rồi đi, thì có thể khám phá và khai phá được, tạo ra dòng nhạc riêng cho mình được. Nhưng những người bắt đầu từ con số 0, làm ơn đừng có khai phá giùm tôi cái. Các bạn chỉ có phá thôi chứ các bạn không có khai ra được gì đâu, không khai thông được gì đâu. Hãy tìm cái người nào dẫn đường mà có thể tìm hiểu được cái bản thân của bạn á, bản thân cá nhân bạn á, thấy được bên trong cá nhân bạn thích cái dòng nhạc gì và phát triển nó lên đó. Tìm cái người nào có cái tầm nhìn tổng quan được. Nếu bạn hỏi thử xem cái em thích, ví dụ cái mà em thích á là cái gì, rồi người ta giải thích cho các bạn để các bạn hiểu được. Đó là tầm nhìn tổng quan đó. Rồi cái người mà dẫn đường cho bạn phải thấy được cá nhân của bạn có thể phát triển được theo hướng nào, chứ không có áp đồng loạt được. Nó có một cái cuốn sách mà áp đồng loạt hết cho tất cả mọi người, đó là giáo dục tầm bậy. Đó là cái lỗi của nền giáo dục từ xưa đến giờ, không áp dụng được. Cái lý do thứ tư mà khiến các bạn không lên trình được là, nói thẳng ra là hà tiện đầu tư cho cá nhân mình á. Thử hỏi tất cả những cái danh thủ, tất cả những người nào mà chơi đàn hay á, có ông nào, cô nào, bác nào, chị nào mà xài cái đàn rẻ tiền không? Âm nhạc nó không có rẻ mạt đâu các bạn. Thử hỏi tất cả những cái thần tượng, idol, người nào chơi hay xuất chúng, không bao giờ người ta xài đồ dởm. Và người ta cũng phải bỏ ra, hy sinh rất nhiều thời gian công sức để dành dụm mà người ta mua những cái món hàng xứng đáng với cái giá trị của người ta. Xem những cái đàn tôi review mấy trăm triệu, 100 triệu, 80 triệu, 70 triệu, 50 triệu, hai mấy triệu. Âm nhạc nó không có rẻ mạt các bạn. Muốn chơi hay được phải đầu tư. Còn nếu không có kinh phí, tạm thời có thể xài được đồ bình dân trước, nhưng sau này muốn lên chuyên nghiệp phải xài đồ chuyên nghiệp. Nói thẳng như vậy. Âm nhạc nó có giá trị của nó. Muốn chơi hay được, đồ của các bạn phải xứng đáng với tầm vóc của các bạn. Nói thẳng ra như vậy. Tầm vóc, giá trị của bạn thì đồ đạc của các bạn phải xứng đáng với nó. Các bạn xài đồ rẻ, giá trị của các bạn tới mức đó thôi. Nói thẳng như vậy. Thì nói người ta cũng phải nhìn lại mình. Bây giờ thí dụ bản thân tôi, hồi xưa còn là sinh viên, mới nói thẳng là tôi cũng hà tiện lắm, tại đâu có tiền đâu. Ra hỏi chú có cái đàn nào rẻ không? Có cái đàn này 1.2 triệu nè con. Dữ vậy chú? Có cái đàn nào mấy trăm không? Nó đuổi tôi đi. Nó đuổi, đúng rồi, đâu có tiền đâu. Nhưng mà khi ở cấp độ như bây giờ, tôi cầm cho mấy cái đàn nó không được. Cầm cho mấy cái đàn mấy chục, mấy trăm thì cảm nhận đúng, được. Cầm nó mấy cái đàn rẻ, kỳ lắm. Cảm nhận kỳ lắm. Khác hẳn à. Đối với các bạn mới tập cũng vậy. Thử nếu có cơ hội một lần các bạn cầm vô cây đàn 100 triệu, các bạn sẽ thấy cảm nhận khác hoàn toàn. Và giá trị của các bạn tự nhiên tăng lên liền. Khác hẳn à. Đồ nghề của các bạn phải xứng tầm với các bạn. Đó. Rồi hồi mà tôi mới viết ra cuốn sách đầu tiên hồi cách đây 5 năm rưỡi rồi đó. Có nhiều bạn đó, anh nó chia sẻ cho em, gửi em file PDF. Trời, nghĩ sao sách tôi viết công sức, xương máu của tôi nặng ra suốt mười mấy năm vắt ra cho mấy ông, xong rồi đưa file PDF cho các ông là sao? Rồi xài chùa. Nói chung người Việt Nam mình thích xài chùa như vậy. Đó là lý do mà rất
ít người ở tại Việt Nam có thể chơi giỏi được. Còn nhìn ra thế giới đi, người ta phải bỏ tiền là người ta mua các bạn. Hãy biết quý giá những cái giá trị trí tuệ đó thì các bạn mới lên trình được. Đồ tôi phải mua, đồ của bạn bạn phải mua. Ok. Lý do thứ năm là tâm lý chán nản. Người ta nói ông bà đó là vạn sự khởi đầu nan. Thế rồi gian nan thì bắt đầu nản. Mà nản rồi á thì trình cỡ nào có tập cỡ nào đi nữa, mười mấy tiếng một ngày cũng không thể nào lên được. Ở riêng về nhạc cụ nha, trong nhạc cụ, tất cả các loại nhạc cụ, kể cả guitar luôn, kể cả nhạc cụ mà, tất cả những cái khó, khó nhất bắt đầu từ lúc đầu, còn càng về sau nó càng dễ dần. Là các bạn hiểu hết rồi ha? Hiểu dần 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 nó dễ dần. Khó nhất nó bắt đầu từ lúc đầu. Ai mà thấy học guitar mà mới vô mà nói thôi khó quá là nghỉ, đừng học. Đừng học, đi học cái khác đi cho nó dễ hơn. Nhạc cụ khó lắm các bạn, nhất là guitar. Tất cả những gì khó nhất nó bắt đầu nó dập vô các bạn, nó dập ngay vô bản mặt các bạn. Từ đầu tiên, bước đầu tiên luôn khó nhất. Đau tay nè, rát nè, mỏi nè, đau nè, nhức nè, mỏi vai nè, đủ thứ hết rồi. Rồi thế thì cái này bấm xong nó tịch tịch, đủ thứ. Tất cả những cái khó nhất nó bắt đầu từ lúc đầu. Nhưng nếu các bạn qua được cái giai đoạn đầu tiên đó thì sau này càng ngày nó càng dễ ra, và cái cánh cửa càng ngày nó càng mở ra, nó càng dễ như bay luôn. Càng ngày càng sướng, chơi chơi nó phải sung sướng chứ, chơi tự do thoải mái, đâu phải gồng mình gì đâu. Các bạn xem cái video clip tôi chơi thoải mái như bay, chơi như chơi mà, nó phải suy nghĩ gì đâu. Đó, đó là năm cái lý do mà khiến các bạn không lên trình được. Hãy suy nghĩ về những điều đó. Mà nếu các bạn cảm thấy có cái gì đó cần phải chia sẻ thêm mà tôi nói thiếu chẳng hạn, có thể comment ở dưới. Mà nếu các bạn không đồng tình với những ý kiến của tôi không sao, cứ comment ở dưới. Nó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. À, tôi chỉ là một người bình thường với những cái kinh nghiệm đã đi qua và những khó khăn gặp phải, với những kinh nghiệm từng trải đó thì tôi chia sẻ với các bạn như vậy. Đó, tại vì học trò hỏi tôi chia sẻ lại các học trò của tôi. Còn các bạn nếu chưa phải là học trò của tôi, có cái gì đó mà thấy không đồng tình, muốn chia sẻ thêm, cứ comment bên dưới, tôi chấp nhận hết tất cả ý kiến của các bạn. Và nếu cái ý kiến đó giúp được cho những người khác, tôi sẵn sàng lập thêm các video khác để chia sẻ lại những cái ý kiến của các bạn và chia sẻ lại với các học trò của tôi. Nếu các bạn cảm thấy video này giúp ích được gì đó cho các bạn thì hãy đừng ngần ngại và để lại cho chúng tôi một like và chia sẻ video này đến những người cần nó. Hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Minh Rock để nhận thêm nhiều giá trị hơn nữa. Đăng ký học guitar tại website của minhrock.com. Và nếu cần hỗ trợ thêm thông tin hãy liên hệ số hotline ở dưới. Các trợ lý của tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo.